Giải trí miền Tây chào mừng cô chú, các anh chị và các bạn đã quay trở lại. Chúc cô chú, các anh chị và các bạn xem video vui vẻ, sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Chiều ngày hôm nay, Giải trí miền Tây tiếp tục cập nhật tình hình giá nông sản tổng hợp để cô chú, các anh chị và các bạn có được giá cả chính thức để cập nhật. Ngày hôm nay thứ ba 30 tháng 1 năm 2024, Giải trí miền Tây còn chia sẻ về giải trí, về kỹ thuật trồng trọt tất cả những loại cây ăn trái để cô chú, các anh chị và các bạn tham khảo. Cô chú, các anh chị và các bạn trở về kênh Giải trí miền Tây tìm những video phù hợp để tham khảo nhé. Và giờ đây Giải trí miền Tây xin chia sẻ về giá cả tổng hợp những loại rau cải ở khu vực miền Tây như Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Đồng Tháp, Long An, An Giang. Những loại rau cải có giá chính thức như sau. Rau tía tô ngày hôm nay 10.000 đồng một ký, diếp cá 7.000 đồng một ký, bắp non 15.000 đồng một ký. Đây là những loại rau cải thường xuyên trồng ở khu vực miền Tây. Cải salad 8-10.000 đồng một ký, cò ôm 6.000 đồng một ký, sả 4.500-5.000 đồng một ký. Giá khổ qua ngày hôm nay biến động tăng hơn một ít so với những ngày trước. Giá 5-7.000 đồng một ký, rau dền 6-7.000 đồng một ký, rau má 18-22.000 đồng một ký, mướp 8-10.000 đồng một ký, đậu rồng 12-15.000 đồng một ký, mồng tơi giá 8.000 đồng một ký, đậu cô que giá 12-13.000 đồng một ký, đậu đũa 6-7.000 đồng một ký, giá đậu rồng 14-15.000 đồng một ký. Tiếp theo là bồ ngót giá 6-7.000 đồng một ký, cần ống có giá 6.000 đồng một ký, rau quế giá 10.000 đồng một ký, cải bắp nồi giá 4.000 đồng một ký, cải bẹ dúng giá 6-7.000 đồng một ký, giá bầu 6.000 đồng một ký, bí đao 8-9.000 đồng một ký, dưa leo 8-10.000 đồng một ký, cải ngọt 6-7.000 đồng một ký, đậu bắp 7-8.000 đồng một ký. Giá dưa leo hiện nay đang giảm một ít. Giá hành lá 10.000 đồng một ký, cải xanh làm dưa 5.000 đồng đến 6.000 đồng một ký, cải xanh mô 5-6.000 đồng một ký, cải thìa 5.000 đồng một ký. Giá cả có thể chênh lệch 500-1.000 tùy theo thương lái, tùy theo ruộng của cô chú, các anh chị và các bạn xa hay gần những chợ lớn, xa hay gần những trục lộ mà có giá chênh lệch khác nhau. Giá củ cải trắng 4-5.000 đồng một ký, giá hạnh xanh 10-12.000 đồng một ký, mồng tơi 7-8.000 đồng một ký. Giá hạnh đang giữ ở mức giá rất cao và rất ổn định. Cà phổi 7-8.000 đồng một ký, bí hồ lô 8.000 đồng một ký, bông bí giá 15.000 đồng một ký. Bông bí là loại thực phẩm rất ưa thích của bà con ở đồng bằng sông Cửu Long. Chanh đẹp lựa giá 18-19.000 đồng một ký, chanh xô giá 17.000 đồng một ký. Giá chanh hiện nay cũng đang giảm một ít nhưng không đáng kể. Tiếp theo là giá ớt sừng vàng, loại ớt đẹp hàng lựa VIP có giá 20-22.000 đồng một ký, ớt nhì có giá 16-17.000 đồng một ký. Giá ớt sừng vàng và giá ớt đỏ giá tương đương nhau. Ớt chỉ thiên đẹp giá 22.000 đồng đến 23.000 đồng một ký, ớt chợ giá 20-21.000 đồng một ký. Tiếp theo là giá trái cây. Giá trái cây của ngày hôm nay giá có biến động. Ngày hôm nay giá mít cầm giá khá cao và tăng. Giá mít ở giai đoạn này hầu như ở nhà vườn mít đã cạn nên giá cũng cầm được ở mức giá khá cao. Mít Indo ruột đỏ cũng vậy. Mít Indo ruột đỏ hôm nay loại nhất 55-57.000 đồng một ký, loại nhì 45-47.000 đồng một ký, mít loại 3 35-37.000 đồng một ký, mít chợ có giá 15-16.000 đồng một ký. Tiếp theo là tình hình giá xoài ngày hôm nay. Xoài xanh loại nhất
giá 17 đến 18 ngàn đồng một ký. Xoài loại 2 giá 7 đến 8 ngàn đồng một ký. Xoài vàng loại nhất giá 28 đến 29 ngàn đồng một ký. Xoài loại 2 giá 13 đến 14 ngàn đồng một ký. Tình hình giá xoài do Tết Nguyên Đán sắp đến nên đang cao hơn so với những ngày trước và giá còn cao hơn nữa. Xoài cát Hòa Lộc, xoài xô giá 28 đến 30 ngàn đồng một ký, xoài lựa đẹp 330g trở lên giá 35 đến 40 ngàn đồng một ký. Giá xoài cận Tết giá còn tăng nhiều hơn nữa. Giá đu đủ hiện nay vẫn đang rất thấp. Loại đu đủ mỏ vịt giá 2 đến 3 ngàn đồng một ký. Mong tình hình giá đu đủ sẽ cao hơn bởi giá đu đủ hiện nay rất thấp. Giá cả cũng có thể trên lệch khác nhau bởi mẫu mã trái cây đẹp và chất lượng ngon. Giá cả sẽ cao hơn so với những loại không đẹp bằng. Ổi nữ hoàng giá hiện nay 6 đến 7 ngàn đồng một ký. Giá ổi lê 5 đến 6 ngàn đồng một ký. Ổi ruby 10 ngàn đồng một ký. Giá ổi hiện nay cũng xuống một ít. Tiếp theo là giá cốc hiện nay. Giá cốc đang ở giá rất thấp. Giá chỉ 3.000 đến 3.500 một ký. Tình hình giá nhãn hôm nay, nhãn Indo giá 18 đến 20 ngàn đồng một ký. Nhãn da bò giá 10 đến 11 ngàn đồng một ký. Và bưởi da xanh loại xô giá 20 ngàn đồng một ký. Hàng đẹp lựa hàng VIP giá 32 đến 33 ngàn đồng một ký. Trên là tình hình giá cả tổng hợp buổi chiều ngày hôm nay. Giá nhiều loại hàng hóa nông sản có tăng hơn so với những ngày trước. Cảm ơn cô chú các anh chị và các bạn đã bỏ thời gian quý báu xem hết video này. Nếu cô chú các anh chị và các bạn thấy ý nghĩa, đừng quên để lại một lượt đăng ký, like, chia sẻ về trang cá nhân để nhiều người theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở video sau. Bye bye.